Cho các bạn thì trong cái video hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn là cách mô phỏng pc omron với lại hmi của omron trên cái phần mềm CQ1 thì bạn nào mà đã có đăng ký cái khóa học pc omron bên mình các bạn lên cái trang web tự học pc com nhé cái khóa pc omron bên mình thì đang có giảm giá còn 699k thì uh, các bạn mà không có PC thật thì các bạn có thể là sử dụng cái phương pháp là mô phỏng các bạn nhé Ở trên này cái khóa học này thì có rất nhiều cái kiến thức từ cơ bản đến nâng cao luôn. Rồi, bây giờ chúng ta đi vào cái việc chính của chúng ta là chúng ta sẽ uh, mô phỏng PC và HMI và chúng ta sử dụng phần mềm là uh, C1 đúng không? Chúng ta vào cái C1. Đầu tiên c quan uh, CX programmer chính là cái nơi để chúng ta viết chương trình ở đây mình sẽ tạo chương trình trên uh, uh, con uh, cp1h đó ok rồi chúng ta viết chương trình là gì ạ uh, v 0 0 thì on lên thì chúng ta ao ra v 0.1 đó một đoạn chương trình đơn giản như thế này thôi đây là cc uh, chúng ta sẽ viết trên c one nhé rồi tiếp theo là trong vẫn trong cái uh, c one này nó có một cái là cx designer các bạn click đúp vào uh, chúng ta sẽ sử dụng cái là cx designer ở đây Đấy. và chúng ta sẽ chọn là file này new project ở đây chúng ta sẽ chọn cái dòng cái hmi của chúng ta chúng ta sử dụng cái hmi nào thì chúng ta sử dụng ok và tên ở đây các bạn có thể để hoặc là các bạn viết chọn là à, test chẳng hạn ok rồi chúng ta sẽ có một cái nút bấm và một cái đèn ở đây chúng ta có nút bấm là à, on/off button các bạn vẽ vào đây rồi, về cái địa chỉ này chúng ta sẽ chọn là dạng là nút bấm là internet tức là bấm cái on, bấm cái off thì các bạn ấn vào set. và đây chúng ta sẽ sử dụng cái vùng nhớ là VKR đúng không? 0.0. À, ok. Rồi, trang cái phần color thì các bạn có thể thay đổi cái màu sắc này. Đấy, ví dụ on thì như này các bạn có thể chọn cái màu nó khác đi. label các bạn chọn là off thì chữ là off apply on thì là on apply ok chúng ta cần một cái đèn thì ở đây chúng ta có cái bit lamp chúng ta sẽ chỉnh cái địa chỉ cái địa chỉ này là quan trọng nhất này À, chúng ta vẫn là dùng cái vùng nhớ là VKPL Đó này nó là 0.1 đúng không? Đó à, Khi nó off thì nó màu xám này Khi nó on thì chúng ta có thể cho màu xanh này Apply Ok Vậy là chúng ta đã có một cái nút bấm và Một cái đèn Rồi bây giờ plc chúng ta sẽ cái mô phỏng lên thì chúng ta vào simulator tờ để chúng ta chọn là start PC PT ok Đó. rồi tạm thời là chúng ta sẽ đây nó không hiển thị được là cái gì các bạn cứ tắt đi ta đi quay lại cái phần thiết kế HMI á các bạn vào chỗ phần tool này các bạn ấn test này à, yes to all. và đây các bạn kích vào cái phần connect to CX simulator các bạn ấn start đợi nó một chút rồi bây giờ chúng ta đã có một cái màn hình HMI và có cả chương trình PC các bạn ấn này thấy chưa Off này đó đây là cái công cụ giúp cho những cái bạn nào mà không có pc thật muốn học lập trình pc nó rất là hữu ích đúng không ạ nó cho chúng ta cái nhìn trực quan nhất về cái pc cũng như hmi cũng như là chúng ta muốn thu thập cái dữ liệu từ uh, phía bên ngoài vào vào pc chúng ta có thể đặt những cái ô nhớ để chúng ta hiển thị giá trị đặt cái timer giá trị cho timer và chúng ta quan sát những cái tín hiệu đổ ra ok thì cái video này hy vọng là giúp ích được cho các bạn và các bạn có nhu cầu thì hãy lên cái website tự học pc com cũng như cái website tự học pc net để ủng hộ bên mình xin chào các bạn